Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4, mình có đi xuống một cái khu du lịch giải trí câu cá ở khu phố 2, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hả các bạn. Nơi đây là có nhiều cái chòi bằng tre, là khu du lịch câu cá hả các bạn. Đây không gian rất là rộng, có hai cái hồ rất là lớn. Bây giờ mình đi vào bên trong để tìm hiểu xem nơi đây có những cái gì đặc biệt. Đây là những cái chòi quanh cái hồ hả các bạn. Đây khách tới cái chòi này rất là nhiều. Nơi đây cũng có phục vụ ăn uống luôn. Đây hồ rất là xanh. Người câu cá bên hồ rất là nhiều hả các bạn. Đây là khu vực chế biến món ăn, cũng như là khách câu được cá muốn chế biến thì vào bên trong. Chú, cái tờ giấy này là cái gì vậy chú? Thời gian mình bắt đầu câu và thời gian kết thúc câu. Thời gian câu cá là tính tiền đó các bạn. Là một tiếng là con nghe nó 25 ngàn đúng không chú? Đúng rồi. Gần đây khách khoảng chừng cây mấy. Dạ, rồi mình có thường xuyên tới đây không chú? Cứ tuần tới đây là trung bình. Dạ, chú hay tới giờ buổi sáng này luôn á hả? Buổi sáng và chiều đi làm. Dạ, rồi chú vì sao chú chọn tới điểm này chú? Nói chung là nó thoáng, rộng, thoải mái, quan tình nó thoải mái, không gian nó thoải mái mát mẻ. Dạ. Rồi chú thường thường có câu được cá to không? Mấy tuần trước rồi. Thường thường thì câu được cá chim. Cá chim. 2 ký mấy? Nó. Ngoài đây là còn bên kia có hồ gì chú? Hồi nãy chú nói là hồ gì? Tám Hương. Tám Hương. Nó tên là Tám Hương. Dạ. Bên kia qua rồi. Nó cũng khu du lịch phục vụ ăn uống rồi luôn chứ chú hả? Không, Tám Hương thì nó câu cá thôi. Không có cá chứ không có ăn uống. Bên đây cái ao vua Thống Nhất này thì nó mang tính khách là kinh doanh về cả ăn nhậu giải trí cuối tuần của các gia đình, của gia đình và anh em bạn bè. Dạ. Chắc rồi đấy. Nên chút nữa đi có này thì to quá. To quá không? Dạ. Hồ dưa đó là nhỏ, có thường có con 400 kg. Vậy hả chú? Chục ký nữa. Chú thấy ở đây có đặc điểm gì là nổi bật nhất chú? Ở đây. Dạ, ở cái không gian cái vườn giải trí ao vua này. Này nó có cái đặc biệt của nó là đây nó được cái là nó thoáng thôi, mát mẻ. Dạ. Rồi nó có cái không gian sạch sẽ hơn, nhìn nó sạch sẽ hơn mấy chỗ khác. Vì nó mang ít nhất là cái tự do một chỗ, mỗi chỗ có chòi riêng của từng cá nhân rồi. Ở đây về các phục vụ nó chưa có dù, đây một số người chưa có dù lắm. Dạ. Chưa có đầu tư, đứng mức chưa được. Mồi gì anh? Cua. Gạch cua hả? Ừ. Anh dùng gạch cua anh câu. Cua đồng. Cua đồng đâu anh cho anh cho em coi kỹ ra. À, anh cầm miếng đi. Từ từ anh. Đâu đâu, cảm ơn ạ. Anh này dùng cua gạch để câu cá hả các bạn. Anh này mình câu lâu chưa anh? Mình tới đây câu lâu chưa anh? Vâng. À, tới đây 7 giờ sáng. Tại sao anh chọn cái điểm này là anh dùng để câu cá anh? Coi con lúc mấy. Ở đây ngoài cái hồ này nó còn nhiều hồ khác nữa không anh? Nhiều nhất. Nhưng mà anh, tại sao anh thích cái hồ này nhất mà anh lại lên câu anh? Hồ này nó cá lên đều. Dạ. Cá lên đều, nhiều cá. Dạ, giờ câu ở đây thì người ta tính nhanh như thế nào anh? 4 tiếng 100. 4 tiếng 100. Dạ. Rồi anh thấy ở đây có gì đặc biệt anh? Đã thấy đi câu chúng mình nghỉ làm đi câu vui thôi. Dạ, đi không cảm giác. Không gian ở đây anh thấy sao? Thoải mái, nắng. Nó chim mà anh, cái này khoảng 2 kg của anh. Con này cỡ 1 kg rưỡi à.
mấy chục con không? Có mấy chục con à, 40 con à. 40 con là to rồi bá. Ừ. Ủ có mấy tầng mới có được cái mồi để câu không? Cái mồi trắng trắng này là mồi gì anh? Cơm mình ủ. Cơm? Ừ. Mình ủ ra. Ủ ra mà tổ. Em thấy cái đó đường xuống gặp nước cũng tan hết cả. Không. Nó có độ dẻo. Dạ. Anh dùng là cơm ủ với lại cua đúng không anh? Cua đồng. Cơm ủ, câu cá tra. Còn cua để câu cá chim. Đây là cua đồng. Một anh hay câu ở đây dùng làm mồi để câu cá chim. Giờ anh đang thay mồi đây, thay mồi gần cơm ủ. Cứ bao lâu là mình thay anh? Cỡ 20 phút. 20 phút mình thay. Cái này anh thấy em thấy anh cuốn cái to vậy, cái cá cũng to mới cạp nổi chứ anh à. Ừ, con cua đồng nó làm mồi. Cái này mình chỉ lấy phần thân của con cua thôi à. Hay là gọi là gạch đó hả? Cho anh em cho anh coi. Này là cái nhỏ rỉa nè, thấy không anh? Rồi cái nhỏ ngoài nọc, tành quá. Đây mấy có mấy cái chòi là mấy cái chòi này phục vụ ăn uống rồi anh. Ờ, cái chòi này để ta ngồi chơi mát để câu rồi. Ăn nhậu rồi luôn á hả? Ờ. Ở đây phục vụ ăn uống anh thấy được không? Cũng chưa ăn nào. Đồ ở đây bán ăn nổi không? Câu cá về mình làm món gì anh? Nhà bê luộc. Luộc hấp lên hả? Chấm mắm rồi ăn nhậu hả anh? Dạ. Dạ. Có con nè. Con cá này gọi cá gì anh? Cá gì đấy? Cái chim. Cá chim này thường ngày nếu mình câu về làm món gì anh? Dạ. Bình thường mà tụi anh câu về tụi anh làm món gì? Dạ được coi luôn. Dạ dạ. À đây là những cái cầu, những cái chòi quanh cái hồ để câu cá các bạn. Đây. Rất là rộng. Đây là khu vực chế biến thức ăn các bạn. Ngoài ra ở đây còn nuôi vịt nha các bạn. Vịt đây là khi khách có nhu cầu làm thịt sẽ bắt vào làm thịt. Đây các bạn. Và ở đây có heo mọi nữa các bạn. Đây, heo mọi. Khách có nhu cầu thì sẽ làm món ăn cho khách. Đây là nhân viên sẽ mang thức ăn phục vụ cho khách. Đi bàn nào á mì?
Cá này mình nuôi hay sao anh? Cá này rồi, cá gì anh? Chim. Cá chim. Anh đang kéo lưới lên cho các bạn thưởng thức cá chim. Ờ đó là anh. Dạ ký mấy anh? Đó cái to chứ lên. 3 ký một con, 3 ký rưỡi. 3 ký mà. Đó cá chim luôn. À. Rồi, cảm ơn anh. Rất là to. Đây là à, bên đó hả anh? Câu giải trí là nếu được cá thì mang về. Mang về. Còn muốn chế biến ở đây thì phải trả thêm phí. Dạ, cái này là trùng luôn à. Mình trùng mồi cá để mình quay câu cá luôn hả? Câu cá chim ở đây luôn hả? Đây là con cá chim thực khách vừa câu được khoảng tầm 1 ký 3 ký 4 rồi các bạn. Em ơi. À, này anh dùng trùng để anh câu cá hả? Dạ đúng rồi. Trùng này mình đào đất đó thôi ha, đào này mua nè. Mua. Ủa em thấy trùng dưới đất nhiều lắm mà sao anh mua tốn tiền ha? Dạ trùng đất nhỏ cái rô ăn ấy ạ. Mua trùng này câu cái chim. Cái rô ăn. Anh hồi xưa giờ anh câu ở đây được cá nào bự nhất không anh? Không có chứ anh. Khoảng bao nhiêu ký anh câu được á? Dạ 2-3 cân là cái chim đây vậy. À 2-3 ký. Sáng giờ anh câu được khoảng 8 giờ rưỡi tới giờ hả? Dạ. Anh câu được con cá bự ghê, cá nó chắc còn 2 ký rồi hả? Dạ, còn 2 ký. Cá này thường thường anh về anh làm gì anh? Làm món gì anh? Này hấp. Hấp với mình chấm muối mắm mặn vậy thôi. Hấp chấm mắm rồi còn kho, kho gừng nữa. Ừ, cá bự quá. Anh dài kỹ hưởng chặt cái đó rồi đó. Sáng cá nó đói mình giật nhiều hơn anh. Dễ có hơn anh. Cá trời nó mát cá nó chịu ăn hơn. Trời nắng nó đắp lửa nó ống ấy. Đây là không gian của khu du lịch ao vua các bạn, rất là rộng. Đây là một trong những không gian của cái chòi quanh hồ cá nè các bạn. Này. Cái món này này là món gì đây? Ếch xào lăn. Ếch xào lăn. Dạ. Rồi đi nha. Sau khi mà dạo một vòng đi du lịch quanh cái ao Mua này thì mình gọi một món ăn đó là cá chép ô dưa. Món này là đặc sản của cái chỗ khu du lịch này và mình thấy rất là nhiều thực khách gọi. Thì cá chép ở đây là như các bạn thấy ôm với dưa cải, cá chép tươi roi rói luôn.
và có các cái loại rau củ, rau thì là dạ rau thì là, và luôn luôn là có nhiều trứng. Các chép ở đây đặc biệt là có rất là nhiều trứng, mình sẽ lấy lên cho cả nhà xem nha. Gọi là trứng non. Dạ, trứng non mới ngon phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Rất là giàu dinh dưỡng. Giàu dinh dưỡng. Đây. Luôn luôn là cá chép ở đây là rất là tươi to, một con khoảng chừng ký mấy, 2 ký là rất là ngon, nhiều trứng. Cái trứng rất là vàng ươm nè. Gia đình mà dẫn đi thì cao chị. Cái này là gì chị? Cái này là gì của con cá đây? Đây là cái trứng cá đó. Trứng cá của con cá chép. Rất là tươi nè. Đó, cá chép ở đây lúc nào cũng nhiều trứng hết trơn á. Có các cái loại rau thì là này, ôm với lại dưa cải, rồi cà chua, hành, đầu hành, hành đây, đặc biệt là trứng. Dưa cải nè. Dưa cải này tạo, khi mà ôm như vậy thì con cá chép này nó tạo ra vị ngọt cùng với cái vị dưa chua, rồi cà chua, làm cho cái nước dùng nó thơm ngon, đặc sản của Biên Hòa. Đặc sản đậm đà mùi Biên Hòa hả thầy? Làm đúng là phong vị. Còn bây giờ mình rỉa thử miếng thịt. Đây, cái miếng trứng này rất là ngon nè. Miếng trứng này rất là ngon. Trứng cá này trẻ em nó thích ăn quá thầy hả? Vâng. Người nào chưa có người yêu thì ăn vào là chưa có người yêu. Đây. Cảm ơn con. Cho một tí rau vào cho thơm ha. Cho một tí trứng vào. Mùi nó đậm đà bản sắc dân tộc. Dạ, đậm đà lắm. Các bạn ăn nhiều. Dạ. Em giới thiệu một món miếng bên cạnh đó bên trái. Dạ. Đây là món trứng nè. Ngon quá. Ăn ăn đi. Cứ ăn tự nhiên. Ngon quá là ngon. Có vị cá nó vừa ăn không anh? Vừa em. Đậm đà luôn. Đậm đà. Sau khi khách mời, đây là món gà nướng đất sét. Ngoài cùng là một lớp đất sét. Sau tới đất sen thì bóc ra này để trồng chuối, trồng sen lấy lá sen, có một lớp lá sen bên trong cho nên nó giữ được sạch con gà ha. Anh không ấy à? Đúng. Lấy cái dĩa cho em được à? Dĩa đâu? Dĩa mới đâu? Hết sức là công phu. Quá qua quê của mẹ trở về nhỉ. Thì đông quá. Đấy, 5 giờ nữa lá sen rồi. Xe là dưới đó,
thấy anh này là bàn tàu bữa nay anh này rung. Bữa nay anh rung quá phải không? Anh này rung. Hôm nay là anh không đặt yêu cầu đúng, nha. Đúng trước anh thì em vừa rung. Câu cá, thậm chí là muốn chế biến món ăn ở đây cũng đều được. Hay những cái chòi ở đây rất là nhiều và thoáng mát.